Đi nhà làm đám rồi mình cũng dỗ. Mình làm món heo rừng. Ủa, ba đi đâu rồi? Mua rửa. Lấy cái ly hả? Không có chút chát rồi. Chát ở đâu ra có?
Chuẩn bị ướp gà, ướp hấp ớt, ớt heo rồi. Mình còn không còn miếng lưới nào hết ta. Cái này nè. Cái mẻ nó để mình đi, đừng đụng tới nó thôi. Chừng nào mình dở ra là mình không có xài được nữa. Thank you.
đi cả mình. Nó đi học. Mẹ nó tưởng đâu nó không đi học giờ tới giờ nó chơi mà. Cái gì? Gà. Trời ơi, con thơm mua, anh xuống coi bầy gà nó hết hồn luôn kìa. Ký mấy 2 kg mà biết nhiêu ký không? Gà Tam Hoàng có 55 ngàn ký. Trời ơi, gà đã ghê luôn. Không có chỗ nó mua mới về nuôi. Trời ơi, nó mua rồi nó nuôi lại bữa giờ nó kêu thịt dai ngon lắm. Gà ký mấy luôn, gà to ký mấy luôn, 2 ký luôn. Bán có 55 ngàn, gà mái 60. Gà 30 ngàn được nhiêu ký. Qua hái nhà bà Lan hả?
Cái này được 3 lít này. 1 lít cái đó, 1 lít cái đó, 1 lít cái đó. Này đủ, này đủ đúng không? Thì đó thì em nói sáng ra đã được cái nào đâu. Phơi đá. Mua đá đâu? Đá thì nó chở luôn. Hả? Đá kia nó chở đúng không? Nó có bị tại vì nó có đá cho mình. Ờ, vậy kia nó chở luôn rồi. Kia nó đá nhiều quá. Vậy
Ta gì đó nhiều đó. Để hỏi nó. Đây mọi người, đây nhặt rau nè mọi người. Và tôi đi lắp này nhặt rau. Hôm qua chị đang hỏi nhiều cá không con đấy, mười mấy con á, ăn không chia cho hai con. Cái gì? Bà nói gì chơi, hồi con sách về hết luôn. Mà con có hai con nè. Con nổi gì bà? Thả hồ nuôi cho nó có cá này cá kia. Quá hả?
mực mới mua chứ không nè. Mực là làm lẩu luôn. Con, dạ. Con chạy lên chỗ bà Hải, con hỏi là gì Hải, có chú Chát không? Chú Chát hả? Ừ. Chú chín rồi á hả? Không, chú Chát là chú xanh đó hả? Chú xanh đó. Chú cú á. Trời ơi, cái gì vậy trời, live stream gì vậy? Chết rồi. Hả, cái thằng quay cái gì? Quay cái chân ghẹ, tôi chết luôn. Như từng mỗi tiếng luôn á. Làm gì vậy? Có củ hành không bé? Củ hành có chứ nó mua. Thôi, khỏi mặt tao quá, bé hành. Cái gì vậy trời, thôi. Nó đồng. Cái nghẹ khắp ngay luôn. Nó đồng thôi. Hả? Có là xài hành lá không? Thôi, là xài hành lá. Nè bé, mua mỗi cái rổ như vậy mà lớn hơn cũng được nha con. Ờ mà lỗ như vậy nè, mua hai cái. Bà bán bánh mì, con bà bán bánh mì, lo cho em. Lo cái gì? Thank you.
mà què gì. Mắc cười, chổng tụi nó chà. Má má thì má, má có chồng nó đụng mẹ mày. Nó lồn thấy gì có chồng hoài vậy má. Nó nói, nó hỏi em á, tụi nó hỏi em chứ chừng nào má có chồng. Em nói ủa, chi vậy, có chồng chi nữa. Ủa cái nước tương này của ai vậy, lấy luôn nha. Không, lấy đi. Em nói sao lấy nước tương lên một lố đó. Không, cái chương nước tương mà em cần cái nước tương này thôi. Em cần cái nước tương này thôi. Ủa, lấy nước tương một lố rồi đó. Không có chuối nè. Không có chuối đâu. Cái này hả? Có rổ. Ờ cũng được đúng không? Dạ. Ngon quá không? Hả? Ngon quá không? Không, để mẹ lừa cấy mà. Chuối mẹ lừa sức. Mẹ lừa bổ. Cái rổ kia ra để không biết đồ. Cái rổ không biết đồ rồi. Còn lấy vô xài nó rớt rồi mẹ. Ủa? Ờ. Cái này mẹ muối đưa con. Hốt đè ở dưới luôn hả? Hả? Ờ, rồi hốt ra đây, dưới dĩa, 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 dĩa
rồi. Con sắp cá vô đi. Con cho mẹ con nước nước cho. Nói đi. Lấy cho mẹ cái thao, cái nồi cơm điện đi cũng được. Con sắp cái nồi cơm điện. Rồi rửa nữa là xong. Lấy cái gì nữa. Nồi cơm điện này dơ lắm. Nồi cơm điện dơ lắm. Lấy cái gì cũng được, phải rửa rồi. Lấy cái thao này nè. Rồi, cái con bỏ vô đây cho mẹ nó nhí. Ra con đợi con hai cái tôm đi, quẩy mà con đẩy mực cái lại lấy thôi, mượn tôm sắp xung quanh đó, hiểu không? Cho nó đẹp. Con bỏ tôm chưa? Bỏ tôm. Ừ đó vậy đó. Để cho khoảng giữa thì bỏ mực vô đi. Bữa nay có bầu ngủ. Nó tối nó cũng đâu mấy bữa nó đòi chứ tối nó cũng đâu đòi con nêu giường cô. Nó chơi. Biết à. Ủa có phụ gì em kêu bà bảy quá, có phụ thằng bé. Để bà bảy ấy đi, làm bà mẫu đi. Thôi mấy ta tính làm gì qua đây lấy gì quên mẹ nè. Mình có tương ở không nhờ? Tương ớt bằng nhí á. Tương ớt bằng nhí. Ở đây mình có bột bắp không mấy bé? Có bột bắp một chùm ở trên đó. Đâu? Từ đây nhà tủ cơ đó, thì có đầy đủ rồi cô ấy rồi. Rồi, nó là bột chùm nhưng mà nó không hề có bột bắp luôn. Không có bột bắp luôn, nó có bột gì? Không có bột gì, tôi mày nói chỉ cho làm. Em cần cái miếng bột năng hay bột năng đó. Hả? Bột năng đó. Đâu thấy đâu. Cái bột củ củ là bột năng á. Năng này hả? Ừ. Cái này phải không? Đâu. Đó đó đúng rồi. Ừ, ừ đó bột năng á. Trời nghe rồi. Có tám mươi. Chị đã kêu cái hết hộp với vậy trời. Trời ơi, cái gì mà than tiếng luôn rồi bé. Kêu mà đi ra. Trời ơi, đất ơi. Mà
mà chua hay đậu lỗ chua. Cắt cái cọng cắt ngắn ngắn rồi nè, rải trên. Thank you.
nhớ anh Thiện đi sang không có đội nón cho nó chứ gì. Vậy á. Rồi xong rồi đó đi mua đồ cho quậy đi. Con ra ở đây mua à? Mua đâu? Chỗ đường mới á. Chỗ người ta chỗ bán đồ lính á này. Đồ bộ đội á. À đồ lính đó hả? Dạ, chỗ đó của Úc có gì của nhận đó. Gì hả? Ừ. Không biết đâu nó mắc không? À mua đồ lính cho ông quậy hả? Mà cái áo nhựa bay đồ mới mới nha con. Đồ mới mới là mới đồ cũ. Nó chọc cái Úc đó. Quá trình rồi phải. Cái nó lẩu quá nè. Nước này nó nhiều cái có 8.000 cái nè. Trời cái mẹ. Kiếm chi cái lỗ mà đi ấy rồi đi. Em giúp xài lại. Ông nội chứ có ai nói ông nội làm đâu. Tự động chứ. Được không rồi đi. Không được dưới đâu đó. Con có bẩn nhau con nhí bây giờ con đi mua đi. Mua bà cúc hả bé? Dạ. Mua cúc rồi gì nó có chứ. Ừ. Mua quan sát 2 bịch bún qua cho nó ra dĩa luôn đi. Không có để 2 bịch bún vậy luôn đi. Để 2 bịch bún luôn chứ ra dĩa. Khỏi là dĩa luôn. Lát rồi rồi ra khỏi cái con. Không có chỗ điện đâu. Ừ. Không biết điện đâu mà. Đem nó bẩn cho con ăn đá cho còn không để. Còn để ở đó nghe không? Ở đó được theo thang nữa. Ở đây lát hồi nội dẫn qua. Mẹ đánh con chân qua. Chút rồi chút rồi qua. Nha. Mẹ qua. Qua. Rồi qua mẹ về giờ á. Mẹ cất đi. Con đưa lên trên kia cất đi mẹ. Cất luôn. Mọi mai
con chơi luôn. Mẹ bắt kể cho con xem. Tự nhiên xuống con xin dỗi nhỏi. Con xin dỗi mẹ. Con đi lên trên ba, bên ba chơi nha. Mẹ bắt kể cho con lúc con lên ba chơi đi. Nổi. Nổi để đó xin mẹ nổi nấu xong rồi nổi lên với con. Nội chưa có sang cô, nội kêu con. Căn á. Căn nội đi để mặn. Ai vậy? Ai nói chuyện? Ai chuyện? Chưa sôi mà. Chưa cái nào sôi chứ. Mấy giờ ba? Mùi thôi. Mùi thấy rồi. 9 giờ mấy. 10 giờ. Ừ? Rồi. Thiên các bạn, hai bạn nhí hả? Vâng, anh lên Thiên qua, kêu Thiện qua phụ Thiên trước con hai cái luôn. Như cái bạn đứng của mình nữa. Có hai cái thôi được không? Đủ không? Dạ, để dài nhé. Đi dài có 10 cái ghế à? Ừ. Cái lùng nữa đủ rồi. Lùng thôi à, để lùng sát đó hả? Cái lùng nữa cũng được. Ngồi trên đúng không? Ừ. Ngồi trên đó. Thiên mấy bạn đó Thiện ơi. Sao con ngồi đây? Đi đâu á? Em đi coi cái. Nên tao biểu là ơi qua đây, đồng đi nha. Đi. Ảnh nó qua bển đi Thiện. Chị bảo qua kia nha. Bà nói cho em ơi. Ba bán mua kia nha. Không chịu. Ế, cái chế hả? Cho ba chế hỏi nè. Cho ba chế hỏi, đi qua bển chơi không? Đi qua chơi bà Tám luôn. Ủa lấy bàn bển hả? Không, lấy bển con Thiên bển ha, Thiên hai bàn nha.
Rồi đây chơi nội chút nội ẩm hoa nha. Dạ. Chơi nội chút nữa. Bạn đang ở đâu? Con đừng ngồi đây chơi này. Mà tắm cho em nhé. Không. Bắt nước tắm em à? Con đi mua đồ đi. Dạ. Đi mua đi. Hả? Giờ nó còn bán mà, 11 giờ kém mà. À 10 giờ mấy 9 giờ mấy à? Nhìn là mấy 10 giờ đi mua đi để nhà nội bắt nước sẵn rồi giờ tắm em. Ô bé ơi, con đi chưa? Con đi về con ghé mua mẹ mình tính trái thôi. Bé trái con đi nha, trái con đi nha. Nhí còn không ta? Để hỏi Nhí coi. Có không? Ờ, thì khỏi mua. Xuống nhà xuống lại làm điện cái thời này ổng con. À con đi sang cô. À con đi sang cô đi. Đi ô, ba ơi. Hử? Ba. Đi sang cô đi.
đảo đi ba. Chỗ nào đó? Ngoài đó. Ngoài hai ba cái đó. Rồi để cái này đi thêm thêm hả? Thêm thêm rồi biết luôn. Ừ. Sạch đó, rửa sạch hết rồi mới để nó. Chỗ nào cũng sạch hết. Tới cái sủi chưa bên đó có sủi đó. Chạy qua chạy lại nhiếc à.